Xin kính chào các bậc phụ huynh và các em học sinh lớp 3. Mời các em chúng ta tiếp tục cùng với thầy làm bài tập trong cuốn bài tập hàng ngày Toán 3 tập 2 biên soạn theo chương trình sách giáo khoa cánh diều nhé. Ở video ngày hôm nay chúng ta cùng với thầy đến với bài tập hàng ngày 76, chủ đề em ôn lại những gì đã học, một lớn phần trắc nghiệm. Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Câu 1, số 93.725 được viết là. Với thầy, thầy sẽ đi gạch chân vào cái từ nghìn này. Thế thì 93 là gì? 93.000, thầy sẽ viết đây số 93.000 này. 725, rồi 725 thì viết như này cho nó đỡ nhầm. Đáp án A các bạn. Tiếp đến là câu trắc nghiệm 2. Số gồm 30.720 đơn vị được viết là. Đây là số có 5 chữ số đúng không các em? 30.000 này. Không nhắc đến nghìn tức là 0.700. Không nhắc đến chục tức là không chục và 2 đơn vị. 30.702. Chúng mình chọn đáp án C. Tiếp theo là câu trắc nghiệm 3. Làm tròn số 37.547 đến hàng nghìn ta được số nào? Đến là hàng nghìn thì mình sẽ cho thầy các số tròn nghìn liền trước liền sau nhé. Số tròn nghìn liền trước nó là 37.000. Số tròn nghìn liền sau nó là 38.000. Thì mình thấy rằng cái số 37.547 này nó gần với lại cái số 38.000 hơn, vậy mình sẽ làm tròn tiến. Làm thế nào để biết để nó gần hơn thì thầy dựa quan sát vào chữ số trăm. Trăm là 5, 5 bằng 5 thì mình sẽ làm tròn tiến em ạ. Làm tròn tiến lên đấy. Vậy thì chúng ta sẽ chọn cho thầy là đáp án B. Tiếp theo là câu trắc nghiệm 4 các em ạ. Trong các số dưới đây, số lớn nhất là, thì chúng ta nhìn luôn cho thầy các đáp án này, đều là số có 5 chữ số cả, đúng không? Thì mình so sánh các cặp số cùng một hàng kể từ trái sang phải, tức là so sánh chữ số hàng chục nghìn trước. Hàng chục nghìn là 6 này, 5, 6, 6 thì 6 lớn hơn. So sánh tiếp đến hàng nghìn nào các em. Hàng nghìn đây là 5, hàng nghìn đây là 5, hàng nghìn đây là 2. Rồi, 5 lớn hơn, chúng ta so sánh tiếp đến hàng trăm, 3 với lại 1. Vậy thì cái số 65.378 này sẽ là lớn nhất các em ạ, đáp án A. Tiếp theo là câu trắc nghiệm 5. Mẹ làm món canh rau củ mất 50 phút. Mẹ bắt đầu làm vào lúc 9:05. Đồng hồ nào dưới đây chỉ lúc mẹ làm xong món canh rau củ? Thế thì mẹ bắt đầu lúc 9:05. Bây giờ thầy trò mình cộng thêm 50 phút nữa. Cộng thêm 50 phút nữa thì sẽ ra được là thời gian mẹ làm xong đúng không? Thì tức là vẫn là 9:55 các em ạ. 9:55, mình xem đồng hồ nào là 9:55 nhé. Đây, các em nhìn thấy cho thầy đồng hồ đáp án B này. Kim ngắn chỉ trên số 9 này là hơn 9 giờ. Kim dài chỉ số 11, 5 x 11 là 55 phút, đáp án B các em ạ. Tiếp theo là câu trắc nghiệm 6. Một hình tròn có đường kính dài 18 mét, vậy bán kính của hình tròn đó có độ dài là. Bán kính sẽ bằng đường kính chia 2, ta lấy 18 chia 2 là bằng 9, đơn vị là mét, đáp án D. Câu trắc nghiệm 7. Ngày 29 tháng 5 là thứ hai thì ngày 2 tháng 6 cùng năm đó là thứ mấy? Bây giờ thầy cho mình liệt kê. 29 tháng 5 rồi đến 30 tháng 5. Tháng 5 có 31 ngày các bạn, thì đến 31 tháng 5, rồi đến 1 tháng 6 và đến 2 tháng 6 thầy viết tắt như thế này nhé. Tháng 5 này, gạch thầy gạch chéo như thế này này. Bây giờ mình sẽ đi điền thứ hai. Vậy đây là thứ ba. Tiếp tục thứ tư, thứ năm và thứ sáu. Như vậy ngày 2 tháng 6 sẽ là thứ sáu, đáp án C các em ạ. Chúng mình đã xong phần trắc nghiệm. Chuyển sang hai lớn phần tự luận, bài 1, hoàn thành bảng sau. Ở trong cái bảng này thì thầy trò mình sẽ đi viết về cấu tạo số này, viết số và đọc số các em ạ. Số nào gồm có 28.174 đơn vị nhỉ các em nhỉ? À đó chính là 28.174 các em ạ. Số nghìn với số trăm các em viết một khoảng cách ra nhé. Rồi, số này đọc sẽ là 28.174. Tiếp theo nào. 63.710 thì bây giờ thầy sẽ dùng bút chì thầy gạch chân vào cái từ nghìn này. Đó, thì 63 đúng không? 63 này. Nghìn, sau đó mình cách ra 710, mình sẽ viết.
Đó. Đấy, số này gồm có 60.000 các bạn. 3.000, 700, 10 và 0 đơn vị. Tiếp đến số này gồm có 80.000, 2.000, 500, 0 và 1 đơn vị. Đọc là 82.501. 82.501. Thầy cho mình đã xong bài tự luận 1. Tiếp đến là bài tự luận 2. Điền số thích hợp, chúng ta hoàn thành ở đây cái tia số này. Ở đây chúng ta thấy rằng là nó có quy luật gì không các em? 56.710, 56.720. Chúng mình để ý rồi là số chục nó tăng dần lên các em ạ. Đó, 56.710, 56.720, tiếp đến sẽ là 56.730. 56.740 và đến 56.750. Số tiếp theo sẽ là 56.760. Các em để ý đây là cái số trục nó tăng dần lên đúng không các em? Số trục ấy. Đấy, số trục nó tăng dần lên. Tiếp đấy là 56.770. Rồi 56.780. Và cuối cùng đó là 56.790. Chúng ta đã xong bài 2. Tiếp theo là bài tự luận 3. Điền đúng sai. Chúng ta quan sát hình vẽ, đây là hình tròn tâm O này, các em này. O là trung điểm một đoạn thẳng AC đúng hay sai? Chúng ta thấy rằng là A với C là các điểm nằm trên đường tròn. Đoạn thẳng nối hai điểm trên đường tròn và đi qua tâm O thì nó gọi là đường kính. Và khi đó AC là đường kính của hình tròn tâm O, tức là từ đó mình phát triển ra O nó sẽ chính là trung điểm của cái đường kính AC này. Các em nhé, tâm nó sẽ là trung điểm của đường kính. Cái này là đúng rồi. Tâm của hình tròn nó chính là trung điểm của đường kính các em nhé. Tiếp đến nào, O là trung điểm của đoạn thẳng BD, cái này là sai. Thậm chí là O với lại B và D nó không thẳng hàng thì không thể là trung điểm được các em ạ, chắc chắn là sai. Tiếp theo, BD là đường kính của hình tròn tâm O, không đúng các em ạ. Thầy vừa mới nói xong, để là đường kính nó phải đi qua, nó phải nối hai điểm ở trên đường tròn đúng không? Và đi qua tâm O. Ở đây nối hai điểm trên đường tròn nhưng không đi qua tâm O, cho nên là BD không thể là đường kính được, cái này là sai. Ý tiếp theo, đoạn thẳng AC dài gấp 2 lần đoạn thẳng OB. Cái này đúng, AC là đường kính, OB là bán kính thì đường kính gấp 2 lần bán kính là đúng rồi các bạn. Thì cái này đúng nhé. Bài 4, điền số thích hợp. Ở trong bài số 4 này thì chúng ta sẽ đi rèn luyện lại, đó là phần làm tròn số. Làm tròn số đến hàng chục, làm tròn đến hàng trăm, làm tròn đến hàng nghìn và làm tròn số đến hàng chục nghìn. Với số 64.185, khi làm tròn số đến hàng chục thì các em có thể dựa một trong hai cách. Cách 1 đó là các em dựa trên tia số. Chúng ta xem cho thầy là cái số 64.185 này nó gần với lại cái số tròn trục liền trước hay số tròn trục liền sau. Số tròn trục liền trước là 64.180, số tròn trục liền sau là 64.190. Ta thấy rằng cái số 64.185 này đang ở chính giữa đúng không? Chính giữa là như thế nào các em? Đây này, từ 80 đến 85 là cộng thêm 5 đúng không các em? Đấy. Và từ 85 đến 190 là cũng cộng thêm 5 đơn vị nữa. Thì nó gọi là đứng chính giữa. Thì mình sẽ ưu tiên đó là làm tròn tiến. Thì ta sẽ được cái số tròn trục đó là 64.190. Và thầy có một cách khác để các em làm, đó là chúng ta sẽ dựa vào chữ số đơn vị là 5. 5 bằng 5 thì mình sẽ làm tròn tiến các em ạ. Ta sẽ được là 64.190. Tiếp đến là làm tròn hàng trăm thì mình cũng có thể dựa vào chữ số trục là 8. 8 lớn hơn 5 mình sẽ làm tròn tiến. Ta sẽ được số tròn trăm tương ứng là 64.200. Tiếp theo làm tròn hàng nghìn thì chúng ta có thể quan sát chữ số trăm là 1. 1 bé hơn 5 thì mình sẽ làm tròn lùi. Ta sẽ được số tròn nghìn đó là 64.000. Làm tròn đến hàng chục nghìn thì mình lại quan sát vào chữ số nghìn là 4. 4 bé hơn 5 thì mình sẽ làm tròn lùi. Ta sẽ được là số tròn chục nghìn là 60.000. Đó, các em đã nắm được cách làm tròn chưa? Bây giờ thầy cho mình tiếp tục. Số 32.673 làm tròn đến hàng chục thì mình quan sát số 3. Số 3 ở đây là bé hơn 5, mình sẽ làm tròn lùi. Ta sẽ được số tròn chục đó là 32.670.
Tiếp đến làm tròn đến hàng trăm thì mình sẽ được là 32.700. Tại sao vậy? Thì thầy quan sát vào chữ số chục là 7. 7 lớn hơn 5 thì thầy sẽ làm tròn tiến, sẽ được là 32.700. Làm tròn đến hàng nghìn thì quan sát số trăm. Số trăm là 6. 6 lớn hơn 5 thì thầy sẽ làm tròn tiến. Số tròn nghìn tương ứng nó sẽ là 33.000. Làm tròn hàng chục nghìn thì quan sát vào số nghìn là 2, 2 bé hơn 5 thì thầy sẽ làm tròn lùi, được 30.000. Tiếp đến số 75.856. Làm tròn hàng chục thì thầy quan sát số đơn vị là 6, 6 lớn hơn 5 thầy sẽ làm tròn tiến. Ta sẽ được là 75.860. Làm tròn hàng trăm thì thầy quan sát số chục là 5. 5 bằng 5 thầy sẽ làm tròn tiến, sẽ được số tròn trăm là 75.900. Làm tròn hàng nghìn thì quan sát số trăm. Số trăm là 8. 8 lớn hơn 5 thì thầy sẽ làm tròn tiến, ta sẽ được số tròn nghìn là 76.000. Tiếp theo đến hàng chục nghìn thì quan sát vào số nghìn là 5, 5 bằng 5 thì thầy sẽ vẫn làm tròn tiến, thầy sẽ được là số tròn chục nghìn là 80.000. Chúng ta đã xong bài 4 rồi. Tiếp theo là bài tự luận 5. Điền số tích hợp. 1 năm thì có bao nhiêu tháng các em? À, 1 năm có 12 tháng. Tháng nào là tháng có ít ngày nhất trong năm, đó là tháng 2 các em ạ. Tháng 2 chỉ có 28 hoặc là 29 ngày thôi. Thế còn các tháng còn lại là có 30 hoặc là 31 ngày. Thứ 6 tuần này là ngày 25 tháng 1, vậy thứ 6 tuần sau là ngày mấy tháng mấy? Các em có hai cách. Cách 1 là các em cứ viết liệt kê ra, thứ 6 tuần này rồi đến thứ 7 tuần này, chủ nhật tuần này rồi đến thứ 2 tuần sau rồi đến thứ 6 tuần sau, các em cứ viết lần lượt như vậy. Đây là cách số 1 của các em. Cách số 2 thì thầy có thể đề xuất cho các em như sau. Thứ 6 tuần này đúng không? Thứ 6 tuần này là ngày 25 tháng 1. Bây giờ thứ 6 tuần sau thì thầy sẽ cộng thêm 7 ngày nữa, các em để ý cho thầy kỹ nha. 25 mà thầy cộng thêm 7 là bao nhiêu các em? 25 cộng thêm 7, các em để kỹ cho thầy này. 25 cộng thêm 7 thì ta sẽ được là 32. Ồ, nếu như vậy là 32 tháng 1 không có, tháng 1 không có 32 ngày, đúng không? Tháng 1 chỉ có gì thôi? À, chỉ có 31 ngày thôi. Chỉ có 31 tháng 1 thôi. Vậy thì ngày thứ 32 nó sẽ là rơi vào ngày 1 tháng 2. Các em ạ. Đó, 31 này. 25 cộng 7 là ngày 32 đúng không? Không có ngày 32 tháng 1 đúng không? Chúng ta gạch bỏ đi. Như vậy sẽ là ngày 31 tháng 1 và cộng thêm một ngày nữa là ngày 1 tháng 2. Các em hiểu chưa nào? Như vậy thứ 6 tuần sau sẽ là ngày 1 tháng 2. Đó. Tiếp đến. Hội chợ sách diễn ra từ ngày 25 tháng 3 đến hết ngày 1 tháng 4. Vậy hội chợ sách diễn ra trong bao nhiêu ngày? Chúng ta liệt kê ra. 25 tháng 3 rồi đến 26, 27, 28, 29, 30. Tháng 3 có 31 ngày các em ạ. Nó sẽ là 31 tháng 3 rồi đến ngày 1 tháng 4. Bây giờ chúng ta sẽ đi đếm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Có tất cả là 8 ngày các em ạ. Vậy là thầy cho mình đã xong bài tự luận 5. Tiếp theo là bài tự luận 6. Điền vào chỗ trống. Bức tranh thứ nhất là bạn Huy bắt đầu hái dưa. Thế còn bức tranh thứ hai là bức tranh bên phải này là bạn Huy hái dưa xong, hái hết dưa. Chúng ta nhìn thấy ông mặt trời này, kim ngắn là chỉ trên số 8, tức là hơn 8 giờ sáng đúng không em? 8 giờ bao nhiêu phút nhỉ? Kim dài chỉ số 5. 5 x 5 là 25. 8 giờ 25 phút. Bạn ấy hái dưa xong lúc là kim ngắn là chỉ trên số 9, tức là 9 giờ bao nhiêu phút nhỉ? Số 4, 5 x 4 là 20 phút. Bây giờ Huy đã hái hết số dưa trong thời gian là bao nhiêu phút thì cái này khó đấy các em ạ. Bây giờ chúng ta sẽ đi viết lại cho thầy. 8 giờ 25 phút và bạn ấy kết thúc lúc 9 giờ 20 phút. Cho thầy cái mốc thời gian ở giữa, đó chính là 9 giờ. Thế bây giờ từ 8 giờ 25 phút cho đến 9 giờ là chúng ta cộng thêm bao nhiêu phút các em nhỉ? Ta lấy 60 các em trừ đi 25 cho thầy nào. Thì nó sẽ bằng là 35. Vậy chỗ này là cộng 35 phút, các em đồng ý chưa? Tiếp tục,
9 giờ đến 9 giờ 20 phút thì cái này dễ rồi, chúng ta cộng thêm 20 phút nữa. Vậy thì bây giờ tất cả thời gian của bạn Huy hái dưa sẽ là 35 phút cộng với 20 phút, đúng không các em? 35 cộng với lại 20 thì sẽ bằng là 55 phút. Như vậy là xong. Chúng ta sẽ điền cho thầy vào đây. Bạn Huy đã hái hết số dưa trong hết số dưa hấu trong thời gian là 55 phút. Vậy là thầy cho mình đã làm xong bài tự luận 6, kết thúc bài tập hàng ngày số 76 rồi. Thầy chúc các em học thật tốt nhé. Thế còn bây giờ, thầy thân ái và chào tạm biệt các em.